What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi review một em bản phím cơn nữa. Và em này sẽ đến từ hãng Sinman. Thì hãng Sinman này thì nó cũng rất là nổi mới đây, cho ra những cái sản phẩm cũng ok mà giá thành rất là hợp lý. Đó, thì hôm nay mình sẽ cùng đi review một phiên bản đó là X98. Con này bây giờ nó cũng đang khá là hot và cũng rất là mới. Rồi, ok, xem thử con này có cái những cái gì đặc biệt nha. Let's go. Đầu tiên về cái cách đóng hộp thì nó cũng không có cái gì hay ho lắm. Nó chỉ là một cái hộp bình thường, có in mã rồi tên bàn phím thế thôi. Xin hộp luôn. Ok, con này thì nó sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản màu đen và phiên bản màu trắng. Còn có nhiều phiên bản nữa nhưng mà bên mình chưa có về. Ở đây là một cái bộ keycap nó sẽ tặng kèm cho chúng ta đó. Và chúng ta sẽ nhìn thử nha, cái chất lượng keycap này nó cũng rất là ngon luôn, double shot dày dặn đó, PPT luôn nha các bạn. Chuẩn của nó sẽ là chuẩn OEM, à không, đây là chuẩn cherry các bạn ạ. Màu cũng rất là đẹp luôn. Tí nữa mình sẽ cho xem luôn cái bộ keycap. Con này thì nó tặng cái bộ keycap khá là giống với lại cái con kim loại M71 ấy. Đó, khá là giống luôn. Ở đây là chiếc bàn phím, tí nữa mình sẽ khui ra xem thử trong hộp còn có những gì nhé. Chúng ta sẽ có một cái cuốn hướng dẫn sử dụng, tuy nhiên thì nó lại hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc các bạn ạ. Trong này sẽ có tiếng Anh đấy, cho nên là các bạn có thể giữ cái cuốn này lại để mà thao tác nhé. Và nó sẽ có rất là nhiều cái chức năng mà chúng ta phải đọc hướng dẫn thì mới biết được. Ok, ngoài ra chúng nó sẽ được tặng kèm thêm một cái nhổ keycap, kim nhổ switch khá là bình thường, cái dây tai C, dây này dây bằng nhựa thôi, chứ không phải dây dù. Chúng ta sẽ có thêm hai cái switch dự phòng nữa. Và con này đang sử dụng đó là switch YZ, phiên bản màu trắng, YZD đấy, mình cũng không biết đọc nó là kiểu như thế nào. Đó, và nó sẽ là dạng linear nha các bạn, đã được pre-lock sẵn rồi, gõ cực kỳ mượt luôn. Ok, chúng ta sẽ xem cái bàn phím nhé. Đây, bàn phím sẽ được đặt trong một cái bục nữa. Và ở trong này chúng ta sẽ có một cái cover, ta có thể tháo cái này ra. Đó, nó làm vậy để mà chống in cái bàn phím lên trên cái cover thôi. Đó, khá là ngon, tặng kèm cover luôn. Đây lên bàn phím. Và em bàn phím này sẽ là layout 98, kiểu như full size nhưng mà rút gọn một xíu. Cái layout này cũng đang rất là phổ biến. Khi mình cầm ở trên tay con này thì mặc dù nó là bằng nhựa thôi nhưng mà cầm rất là đầm và khá là chắc chắn. Phiên bản mình đang cầm trên tay đó là phiên bản màu xanh navy kết hợp với màu đen. Nhìn nó cực kỳ là khỏe khoắn luôn. Đây. Và với cái layout 98 này thì nó cũng rất là tiện cho những cái bạn nào mà đang cần những cái phím như numpad ở bên số bên này. Và chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được một chút không gian, nó thay vì full size đầy đủ. Về cái vỏ cây bên ngoài thì như các bạn thấy thì nó sẽ là hoàn toàn bằng nhựa luôn. Không có gì đặc biệt, thiết kế theo kiểu high profile, tức là sẽ giấu chân switch. Đây. Ở trên này thì chúng ta sẽ thấy có các cái cổng kết nối, cổng tai C, có cái jack để mình cắm cái USB receiver, một cái công tắc để chuyển giữa Bluetooth 2.4G, một cái dùng để mát và win. Đó, cái này rất là tiện nha. Với lại cái bát của nó sẽ là bằng kim loại. Cái bát này thì nó bằng kim loại nhìn rất là bắt mắt. Về tổng thể cái khung của nó thì sẽ là hoàn toàn bằng nhựa như mình đã nói rồi. Chúng ta vẫn sẽ có cái lẫy nâng hạ độ cao hai nấc ở đây. Đó. Các cái chân cao su chống trượt, ở giữa sẽ là sticker của hãng. Rồi, ok. Về cái vỏ của nó thì không có gì đặc biệt. Bây giờ mình sẽ gỡ luôn các cái keycap của nó ra cho các bạn xem thử. Keycap của em này thì sẽ là keycap PPT và double shot. Như hồi nãy mình nhìn những cái keycap mà nó tặng thêm á, thì cũng đủ biết chất lượng của nó rồi. Khá là ngon. In double shot dày dặn. Chuẩn thì sẽ là chuẩn cherry. Đây, về cái phông chữ của nó thì cũng khá là ok, không có bị lem cũng như là nó làm cũng gọn gàng. Này, như các bạn có thể nhìn thấy là cái chữ của nó in khá là sắc nét, không có bị lem. Với một cái bộ keycap mà stock như thế này mình nghĩ nó cũng thuộc dạng là tầm best rồi. Đây, cherry profile. Với cái chuẩn cherry profile thì các bạn yên tâm là các bạn có thể dễ dàng gõ vào là có thể ok ngay chứ không cần phải có thời gian làm quen đâu. Rất là dễ. Bây giờ mình sẽ kiểm tra sang cái switch nha.
switch của em này thì là switch linear và đã được pre-lub. Đó. Stem thì con này nó sẽ có cái stem dài, cho nên là các bạn yên tâm là các bạn chơi cherry hay là chơi bất kỳ cái loại cái cap nào thì nó cũng sẽ bị không bị cấn. Đó, tức là cái stem của nó sẽ dài hơn một xíu so với những cái switch bình thường. Tiếng gõ của nó cũng khá là ok. Đó, hơi đăng một xíu. Con này thì nó chỉ là 3 chân thôi, chứ không phải là 5 chân. Mặt của em này thì khá là bất ngờ, thì em này đang được hỗ trợ đó là mặt xuôi luôn nha các bạn, không phải mặt ngược. Chúng ta vẫn sẽ nhìn thấy switch pad bằng P ở đây. Đó, hot swap 5 chân đầy đủ luôn. Chúng ta sẽ thấy có step đã được lúp sẵn, ngon lành. Blade sẽ là blade PC. Đó, đầy đủ forearm luôn. Chúng ta thấy có forearm giữa PCB và forearm đáy nữa, cực kỳ ngon luôn. Nói chung là về đồ chơi thì em này không thiếu một chút gì, nó đã được hỗ trợ từ A tới Z rồi. Cái step của con này thì cũng khá là ok nha. Đây, không hề có sự rung lắc luôn. Đó, rất là chắc chắn. Và cái step của con này nó làm ngon giống như là step của con R75 vậy, của thằng RK. Phải nói là nó làm cực kỳ tốt luôn. Tí nữa mình sẽ sao test cho các bạn nghe. Và hiện tại cái phiên bản của mình ở đây thì sẽ là phiên bản RGB và sẽ có 3 mod kết nối. Đó. Chúng ta cũng có thể chuyển từ dùng dây sang là dùng Bluetooth hoặc là dùng wireless. Mặt xuôi và LED của nó cũng rất là sáng. Đây, LED RGB của nó đây. Mặc dù là mình đang để full đèn ở trong phòng, tuy nhiên thì LED nó vẫn đủ cho chúng ta nhìn thấy rõ và cũng rất là sáng luôn. Đây, mình đánh giá cao với cái độ LED sáng của con này nha. Về các cái chế độ đèn LED thì tất nhiên với cái dòng RGB như thế này thì chúng ta vẫn sẽ có phần mềm tùy chỉnh LED này, chúng ta sẽ có tùy biến được và cũng có thể thử thao tác ở trên bàn phím cũng được. Và nó cũng dễ dàng thôi, chúng ta chỉ cần ấn nút FN với lại cái nút Shift ở đây để chúng ta đổi chế độ. Còn sâu hơn thì chúng ta có thể cài phần mềm vào nhé. Và tất nhiên như cái con này thì các bạn yên tâm là LED nó sẽ rất là đẹp. Còn đây là mới là phiên bản màu đen thôi, còn nếu mà phiên bản màu trắng thì LED nó có thể nó sẽ còn tỏa sáng hơn nữa. Ok, bây giờ mình sang một cái phần quan trọng nhất, đó là cái phần sound test. Thì như mình đã nói thì con này nó sẽ có hỗ trợ step, mock step đầy đủ cho chúng ta và có hỗ trợ lot full volume, loop hết rồi. Cả switch lẫn step đều loop luôn. Và chúng ta sẽ xem thử coi là với một cái con stop như thế này thì tiếng gõ của nó sẽ có ngon không nha. Ok, anh em thấy sao? Với mình thì thực sự là quá là bất ngờ với một em bàn phím stock mà nó làm ổn như thế này. Trước đây thì mình chỉ thấy có một con duy nhất, đó là con RKR75. Đó là làm mình thấy start ok. Ok mà tới mức mà mình nghĩ là không cần phải móc lại luôn á. Thì đây sẽ là con thứ hai. Con này cái start của nó không hề nghe tiếng lọc sọc luôn. Và làm rất là gọn. Tiếng start của nó nghe vẫn là có tiếng nổ. Tuy nhiên không nghe thấy tiếng lọc sọc hay là bất kỳ cái tiếng nào lạo xạo luôn. Không tích, không lọc sọc. Quá đỉnh. Với một cái con bàn phím stock như thế này thì mình nghĩ nó sẽ là một trong những con bàn phím đứng top về cái stock luôn. Chắc về stock thì mình nghĩ chưa thấy có con nào làm ngon hơn được. Ngoài ra thì em này còn được trang bị thêm một cái dàn LED viền nữa. Và mặc dù nó cũng sẽ hơi nhỏ nhỏ một xíu thôi, cũng là có LED viền, nhưng mà nói chung là cái LED viền này mình nghĩ là nó chưa được ngon lắm. Đấy, vì nếu mà nó làm to và sáng hơn một chút nữa thì ok. Còn cái này nó nhỏ quá, mình cũng không để ý lắm. Đó, để trên bàn thì mình sẽ thấy nó hơi sáng sáng xuống một xíu thôi.
Nói chung thì để làm cảnh cũng được. Còn với mình quan trọng nhất thì cái cảm giác gõ của con này thì quá là tuyệt vời rồi. Ok, để mình xem thử coi là mình có thể mở được con này ra một cách dễ dàng cho các bạn xem không nha. Như các bạn thấy thì con này nó sẽ thiết kế đó là dùng ngàm. Chúng ta có thể dùng tay nạy các cái phần ngàm xung quanh ra. Con vỏ của cái tóc cây của con này nó cũng khá là dễ mở, chứ không có quá cứng như những cái con khác. Sau khi mở tóc cây ra thì chúng ta có thể thấy được cái bộ lòng của nó luôn. Cái này nó đang sử dụng gasket mount và dùng gasket mount silicone nha. Và chúng ta sẽ thấy nó bố trí là xung quanh luôn. Đấy. Riêng ở bên hông này thì lại không có, chúng ta sẽ có ở phía trên và phía dưới thôi, không có gasket ở phía bên hông. Sẽ có một cái dây kết nối với lại phần pin ở dưới đó, đây. Và ngạc nhiên chưa, chúng ta sẽ có một cái mặt PCB và đã được flash cut từng switch luôn đó. Rất là ổn, nhất là cái dàn alpha này đấy, nó đã được flash cut. Và hot swap của nó sẽ là hot swap TTC. Với cái mặt mà nó sử dụng cái flash cut như thế này thì chúng ta sẽ gõ nó, âm thanh nó sẽ đều hơn, tất cả các hàng nó sẽ nghe tiếng đồng đều chứ không có tiếng chỗ đăng, chỗ bị tịt đấy. Cái lợi thế là như thế, nhưng mà nếu mà flex cut như này khi cắm switch thì nó sẽ hơi khó khăn một xíu, tại vì cái mặt PVC của nó rất là dễ bị cong. Tuy nhiên thì nó stock nó đã làm như thế này rồi, chúng ta chắc cũng không cần phải tháo ra tháo vô gì nhiều đâu. Ở giữa thì chúng ta vẫn sẽ có, đây ở dưới mặt thì chúng ta vẫn sẽ có một cái lớp foam màu trắng ở đây, foam PE đấy. Switch pad thì như các bạn thấy thì mình gỡ switch ra thì các bạn thấy rồi, nó cũng có trang bị switch pad luôn. Để xem ở dưới đáy như thế nào. Ok, ở dưới đáy thì chúng ta sẽ có thêm một cái tấm foam. Ở dưới cái tấm foam này thì chúng ta còn được đổ silicone luôn các bạn ạ. Hèn gì mình cầm trên tay nó đỉnh thế. Đây, ui dù ôi, thật là dã man. Con này thực sự là nó làm rất là hào phóng luôn. Chúng ta thấy là nó đổ silicone cực kỳ dày. Hèn gì mình cầm lên nó rất là nặng. Chúng ta sẽ có một cục pin là 4600mAh. Với cục pin này thì mình nghĩ nó vẫn dư sức để chúng ta có thể chiến được con bàn phím này trong một thời gian khá dài. Đấy. Riêng cái dụng mà đổ silicone đáy rồi còn thêm một cái tấm foam này vô thì mình đánh giá con này cũng thuộc dạng là top tier rồi. Rất hiếm có con nào mà trong tầm giá khoảng 1 triệu mà có thể hỗ trợ đầy đủ như thế này. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ lắp lại thôi. Tính ra thì con này tháo và lắp thì nó cũng khá là đơn giản, không có khó khăn như những con khác. Ok, như vậy là mình đã vừa mới đi review cũng như là cho các bạn xem bộ lòng của con này rồi. Và với cái tầm giá khoảng hơn 1 triệu một xíu thôi thì các bạn nghĩ sao về em này? Theo mình thì đây là một trong những con best trong tầm giá, tức là nó sẽ P/P của nó thì khá là ngon. Tức là chúng ta với cái tầm giá này thì rất là khó mà có thể kiếm được con đường phím ngon hơn được. Ok, các anh em nếu mà muốn tham khảo giá cũng như là mua em này thì mình có để link trong phần mô tả nhé. Và nếu như anh em có thắc mắc hoặc là muốn biết thêm thông tin về em này thì hãy cứ comment ở trong phần bình luận của video nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Bye bye. Công nhận gõ ảo thật đấy chứ.